Nhanh nhanh nào, 20:29 rồi. À, xem ăn được hạng 5 không các bạn nhá, hy vọng là kịp. À, hạng 6 chứ. Thôi, được hạng 6, được. Méo, mình cắt ngang cắt mà vừa vào lướt Facebook phát tiêu ra nó đã 20:59 rồi. Kể ra thì mình đánh ở khung giờ 20:58 thì nó sẽ chắc chắn hơn. Có điều thì quánh 20:59 thì thật ra cũng chỉ chênh nhau vài chục kim cương thôi. Cái chính là vài chục kim cương này nó kiểu là vui chơi có thưởng, một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp, làm cho mình cảm thấy có sự hứng thú hơn một chút so với đánh thông thường rồi. Nào, xoay nhanh lên nào. Lịch ra mắt update, quên mất lịch bảo trì máy chủ thì đã có rồi. Chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bản cập nhật mới, trong đó thì chắc chắn là sẽ thêm nhiều lỗi nữa được sửa. Liniken thì chính thức đã được sửa gần phải nói là hoàn toàn các cái lỗi vặt vãnh rồi các bạn ạ. Bây giờ nó rất là trâu và xứng đáng là một con tanker thế hệ mới. Pha đầu tiên bên mình đang có được cái lượng sát thương phải nói là tuyệt vời. Rồi đây là ca phẩy. Lượng sát thương của ca phẩy đều là trên 5 triệu hết đấy gọi nhá. Hôm trước mình nhìn thấy wow, mình nhìn nó là 50 mấy triệu, mình cứ bảo là 5 triệu. Nhưng hóa ra là nó nhiều hơn nhiều các bạn ạ. Không cần thiết phải cầm hồn lực lam bão tố, tuy nhiên số lần tung tuyệt kỹ của ca phẩy sẽ là nhiều nhất trên sân. Bên mình đang xả rất nhiều sát thương lên phe bạn. Dù rằng đây mới chỉ là lượt đầu tiên thôi. Ba trên sáu võ sĩ bên đối bạn đang bị khống chế cứng rồi. Trong đó thì có bao gồm Attribution luôn, thậm chí là hai tầng. Mình vô cùng tự tin khi đối đầu với SDWK Brazil. Ở Midic mình đang cho vẫn trang cho cầm hồn lực lam đông lạnh các bạn ạ. Thực tế thì hoàn toàn có thể đưa cái loại hồn lực lam này mang cho ca phẩy cầm vẫn ngon lành. Tuy nhiên thì hôm trước mình có test vài trận thì mình nhận thấy rằng để cho Midic cầm thì nó vẫn phát huy được nhiều tác dụng hơn. Có lẽ một phần là do Midic có cái khả năng khống chế tốt hơn so với ca phẩy. Rồi, một pha sát thương lên đến hơn 52 triệu và ca phẩy của đội bạn chính thức ẩn thân rồi. Tổng số lần ẩn thân của ca phẩy là 2 lần. Nghĩa rằng đội bạn chỉ còn một lần miễn chí tử nữa cho ca phẩy là hết. Và đây mới chỉ là lượt thứ hai thôi. Nhiều bạn thì cho rằng ca phẩy để hàng trước cũng được. Nhưng mình nghĩ rằng nếu như mà có tanker tốt rồi thì cũng không nhất thiết phải như vậy. Thời điểm này thì ca phẩy chưa có được cái sức sát thương bùng nổ tương tự như là Adquisition. Thế nhưng lượng sát thương của nó không đến nỗi là nhưng cũng không đến nỗi là nó phế đến nỗi là phải hy sinh nó một cách chóng vánh như vậy đâu các bạn ạ. Chuyển hóa công thủ vừa kích hoạt, đây cũng là một lợi thế của bên mình so với SDWK Brazil. Nào, Medic đã có 50 tầng ích công thế rồi. Đây là lượt thứ ba, lượng sát thương của nó là đủ để cản, để gọi là phá mọi loại tanker rồi đấy. Hay quá. Khiên của Kyo, khiên của Benimaru. Quên, khiên của Liniken, phải nói là siêu dày luôn. Ê, cả phải hồi nộ easy thật đấy. 43 triệu sát thương, hoài cảm giác như một người khác luôn các bạn ạ. À, mà nó chưa update được các bạn nhé. Chiều nay là nó mới cập nhật đấy nhá. Hôm qua là nó mới cập nhật, nó gọi là sửa lỗi trong âm thầm thôi. Chứ nó cũng chưa chưa gọi là cập nhật lớn đâu các bạn. Nào, ui ăn chặt đây các bạn ạ. Ui, cà phê làm tổ ấy. Ở Mirage thì sẽ thường tung hai lần tuyệt kỹ trên một lượt. Còn ca phẩy thì không đếm được đâu các bạn ạ. 3 lượt, 4 lượt, thậm chí là 5 lượt, 5 lần tung tuyệt kỹ hoàn toàn là khả thi.
Mini của mình biến hình to rồi à? Ui sao Lini kia rời sân sớm thế? Khá nguy hiểm dành cho Midic bên mình. Ô hay, con Lini kia sau đam à tèo nhanh thế nhở? Rồi, 130 triệu sát thương tới từ vị trí ca phẩy. Chắc chắn con số ấy sẽ còn tiếp diễn. Bên mình vẫn còn rất nhiều người còn nộ khí. Vừa rồi là một pha chém mình cho rằng cũng vô cùng sắc giá tới từ Midic. Ok, bên mình còn tới 4 người đầy nộ nữa cơ. Nó phải nói là liên miên bất tận luôn, chưa thể dừng lại được. Hàng trước đội bạn đã rời sân Hayden rồi. Mình tin tưởng rằng sẽ lấy được thêm một lần vị trí tử nữa của một mạng nữa của bên của ông kia là ông Omega Dugo ấy, bảo rồi mà lại. Mặc dù mình đã mất đi tanker tốt nhất nhưng lợi thế chủ đạo vẫn thiên về bên mình. Rồi, Midic mới là người đáng sợ hơn. Ui, sao bên Imaru ơi, trận này máu nó hồi sinh các bạn ạ. Kể ra mình mà có hồn cừu như thế mà nó hồi sinh cho mình một con để câu kéo thêm 1-2 lượt thì có phải tỷ lệ thắng nó cao hơn rồi không? Như này nói thật với các bạn là hơi run. Ao, Kula, may quá, trói đúng người đúng việc rồi. Hoài, vừa rồi là một pha phản kích chất lượng tới từ ca phẩy, à tới từ Omega Dugo rồi ạ. Mau ê. Thôi mình phải sửa rồi các bạn. À quá ấy, Linike chết nhanh ấy nhỉ. Mau hiểu ấy. Khả năng là dính phải liềm của Aquimson. Thi thoảng đen là Aquimson nó vẫn kích hoạt được liềm đoạt mệnh ấy. Thua rồi, chắc chắn thua rồi. À, cùng fix đội hình thôi. Hôm nay ăn hạng 13 rồi, không thể chạy đi đâu. Ao à, 280 gương không, mình phải được 320 mấy. À, fix để sao cho nó tối ưu nhất nha. Khi mà mình đã nhận ra được sức mạnh của hội này rồi. Thằng Kyo này chính ra rất hay được búp. Con Linike nó búp nộ nhé. Mặc dù mình cho hàng trên nó vẫn hay búp nộ. Cá vậy sẽ cho cầm hồn được làm đông lạnh đây. Kyo thì chắc là Kyo rồi. Mình đang phân vân về cái hồn được làm bão tố này. Quả thật nó vẫn khá là ngon các bạn ạ. Và whip tung 2 lần tuyệt kỹ sát thương đều to, đều gọi là chất lượng. Hey, phân vân thật đấy. À quên, mình còn một cái hồn lực 5 mình hoàn toàn có thể nâng cấp thêm một tầng nữa ấy. Hay để test xem thế nào các bạn. Đó là hồn lực 5 lich này. Mình vừa mới đủ nguyên liệu để nâng nó lên tầng 5 sao. Lich ấy, tôi nhớ đủ ấy. Khi mà đạt đến tầng 5 sao này thì nó cũng có một cái năng lực khá đặc biệt. Đó là khi mà nó tung tuyệt kỹ vào cái đúng mục tiêu ấy thì cái mục tiêu đấy sẽ bị giảm 100% tỷ lệ chí mạng, 100% tỷ lệ đòn và kéo dài trong 2 lượt. Đấy. Và nó có tác dụng lên 2 mục tiêu. Và cái hiệu quả này đối phương nó sẽ không thể hóa giải được các bạn ạ. Ngoài ra ở cái tầng số 1 thì nó sẽ làm giảm lượng sát thương khi mà cái người mà cầm con này mà tung chiêu thì toàn bộ sát thương trên đối phương sẽ bị giảm đi 20%. Và sát thương họ nhận vào lại tăng thêm 10%. Đấy, nó cũng là một cái rất là hay. Ở trạng thái 2 sao thì vĩnh viễn giảm hàng trước 8% chỉ số thủ. À đâu, hàng sau 8% chỉ số thủ. Hàng trước là 16% chỉ số thủ. Ở trạng thái 3 sao là cứ vào đầu lượt thì sẽ lượt lẻ các bạn ạ. Thì sẽ búp một hiệu ứng bất lợi ngẫu nhiên lên phe địch.
Còn ở trạng thái 4 sao thì là ngẫu nhiên giải một giải một loại hiệu ứng ngẫu nhiên random dispel on pop a xóa đi một cái hiệu ứng có lợi của một kẻ địch đâu xóa đi toàn bộ các búp có lợi từ một kẻ địch bên đối phương. Đấy, nói chung là ngon rồi, mình sẽ thử dùng cái loại này nhá, bằng cách đó là cho con nào nó hay được tung chiều ấy, nhưng mà được hai người thôi. Con này nó thiên về hỗ trợ trò sứ whip cầm này, ao này, con này đa ma que của bạn, whip đa ma que của bạn, áo nét rồi. Thôi còn đâu mấy con còn lại thì nó là cố định rồi. À, đổi đi một chút vị trí để xem mà nó có khấm khá hơn chút nào nhá. Áo tin mình áo tin lại không đấm được thằng SDVK Brazil ấy. Thằng này không diệt được thì ông ground ấy, ông có đấm được ấy. Thằng Brazil còn không đấm được thì mơ tưởng gì nên Lady Sugar với một hit bay màu. À, như vậy trận đấu này bên mình sẽ thiên rất nhiều về hiệu ứng. Còn sát thương là theo kiểu gọi là từ từ thôi, nhưng nó không được bùng nổ như trận đấu như mấy cái trận đấu trước đâu. Đấy, như là lượt đầu, lượt hai, lượt ba thì mình sẽ đam nó vừa vừa thôi. Còn trận đấu trước các bạn thấy phát đầu mình gọi là xả ê hề sát thương luôn, xây sầm mặt mày luôn, nhưng mà đoạn cuối thì cảm giác như bên mình hết lực không thủ được trước sức tấn công của đối bạn, mặc dù mình có hai con tanker rồi. Không hiểu mà nói chung là lung tung đèn còn lì kền tự nhiên tèo sớm. Hồi trận đấy bạn ơi. Rồi, đam phát đầu tiên vẫn to. Không dễ dàng để nhìn cái ám của hồn lực 5 lít đâu các bạn ạ. Đây là Benimaru. Rồi, may quá nó giải hiệu ứng cho. Ê, ca phẩy lại có nộ tiếp. Ăn thuộc, đấm như thế một đội bạn. Không lợi, may lấy cái miệng trí tử của thằng Hayden. Không, họ sẽ hồi nhanh thôi. Nói chung là lượt 1 gọi là khởi động thôi. Nào, thằng Omega Rogo các bạn thi thoảng vẫn có những pha đam ảo lắm. Đây là Hayden, chưa có sát thương. Bên mình không thấy hồi nộ mấy nhỉ, gần như anh em thanh nộ đứng nguyên. Mê hoặc của Midic nó vẫn là một cái gì đấy ức chế. Nếu không ca phải nó phản kích cho thì thôi rồi đấy các bạn. Rồi, có vẻ lượt thi đấu này bên mình sẽ dễ chịu hơn đây. Ở trận đấu trước thì Benimaru kích hoạt chuyển hóa công thủ ngay từ lượt thứ hai. Thật là tồi các bạn ạ. Ít nhất mình nghĩ rằng nó phải lượt 3. Đấy, để mình chiếm tiên cơ ở lượt 4. Đấy, đội bạn nó hết khiên meta rồi, quẩy nó mới dễ. Rồi, thoát được lượt 2 rồi. Meo ơi. Ca phải đội bạn đam cũng có số có má phết rồi đấy.
gần biến hình Kyo mình rồi đấy. Hàng Omega Rogo nó vẫn có sát thương nha các bạn, nó chưa tồi tàn đâu nhé. Rồi, mọi thứ vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát của phe ta. Giờ kể cả bên mình có chuyển hóa công thủ thì vẫn ngon các bạn ạ. Omega Rogo bay mau một mạng rồi. Ca phẩy mình để ý cũng bất biện trí tử rồi. Hayden thì chỉ còn một lần nữa thôi. Trận này tỷ lệ thắng chắc chắn là cao hơn rồi. Khiên của Mirik đang phải nói là siêu siêu dày luôn. Hayden bắt đầu có đam rồi đấy các bạn ạ. Rồi, chuyển hóa công thủ hợp lý đấy. Mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát đấy. Rồi, 55 triệu sát thương. Thế nhưng mà đả mới nhất nó phải ít nhất là phải có chút highlight như thế. Đây là pha đấm tiếp theo, 43 triệu sát thương. Mày có bao nhiêu lần miễn trí tử vác hết ra đây? Hayden, Benny, Aquemson đội bạn rời sân rồi. Thằng Mulon vẫn là một cái gì đấy khó chịu đấy các bạn. Nó vẫn có tác dụng đấy. Nó búp khiên như con whip hay thế nào. Các bạn để ý đội bạn đánh chí mạng với tỷ lệ cực thấp luôn. Nguyên nhân đó chính là hồn lực 5 lick đấy các bạn ạ. Và các bạn, mình chắc chắn một điều rằng nha, nếu như mà không đánh chí mạng được thì không chỉ ca phẩy mà cả Aquimson cũng gần như là không có sát thương đâu. Cái hồn lực 5 lick này nó bựa lắm. Hayden sẽ là võ sĩ đầu tiên rời sân. Mình tin là như vậy. Niềm tin này là có căn cứ. Rồi, còn hai võ sĩ siêu mạnh bên mình vẫn còn đang còn nộ này. Cắn. Whip cầm hồn lực này đam yếu đi hẳn thật. Nhưng mà thôi, bù lại anh em khỏe hơn. Anh em sống lâu hơn, thôi thế cũng được. Liên tục là những pha ẩn thân tới từ toàn bộ võ sĩ hàng trên. Hàng sau thì đội bạn thì vẫn còn nguyên. Cái con vụ cấm chiêu này là bên mình là do ai gây ra ấy nhỉ? Mình không hiểu sao tự nhiên đội bạn dính một loạt cấm chiêu luôn. Rồi, một pha phản kích phải nói là trên cả tuyệt vời tới từ ca phẩy bên mình. Omega Rogo rời sân một cách triệt để rồi. Trong khi đó ca phẩy đội bạn thì mình chưa nhận thấy một chút sát thương nào đâu. Khi mà Liniken còn trên sân, anh em cũng được đỡ rất nhiều sát thương. Và khiên thì các bạn thấy phải nói là lạm phát luôn. 5 trên 6 người bên mình đang có khiên rồi. Nghiễm nhiên cái hồn lực làm đông lạnh thì nó xuyên được khiên. Nhưng chỉ là tỷ lệ thôi các bạn ạ. Wow, sau đội bạn nó khống chế tởm ê. Khống chế còn kinh hơn của bên mình. Choáng với câm lặng với cả cấm chiêu phải nói là ngập tràn luôn. Rồi, có điều hàng phòng thủ của đội bạn sau khi mất đi Hayden đang thể hiện một sự yếu kém rất rõ rệt. Vừa rồi là Dulon rời sân. Như vậy đội bạn không còn tanker nào nữa, đang dùng đả và kỹ để làm võ sĩ phòng thủ. Trong khi đó bên mình ban bệ vẫn còn nguyên. Méo ơi, trận này thua, xóa game. Hợp lý như thế này. Kula mình nghĩ rằng cũng sẽ sớm rời sân thôi. Nó cũng ẩn thân đến 2 lần rồi. Con Kula hàng dưới ấy, con Kula hàng trên thì ăn hương hoa là cũng đủ ngây ngất rồi. Nào, ca phẩy hoàn toàn không có bất kỳ một tuổi gì để chống lại mới đấy. Ê, mặc dù đã bật Resist nhưng mà Aquimson đôi bạn vẫn bay màu. Đây mới là hồn lực 5 lick chất lượng các bạn ạ. Các bạn để ý đôi bạn gần như không có một chút sát thương nào luôn. Được, vác chuông đi đấm một hit bay màu rồi.
Chỉ giờ đối bạn chỉ có làm chịu trận thôi. Đàm bên mình thật ra là vẫn thế. Có điều là đội bạn gần như là không thấy sát thương nữa. Họ ngập tràn trong hiệu ứng. Và đánh thì toàn bên mình toàn bật đỡ đòn thôi. Rồi, ảo ghê nha. Thay đổi có mỗi một tí mà thế trận phải nói rằng khác nhau hoàn toàn. Một trận đấu cuối cùng nữa các bạn nhé. Để mình test thêm một trận nữa với thằng SDVK Brazil về để chứng tỏ khoan may. Mẹ về đội hình này nghe chừng là tôi sẽ cố định luôn đấy. Áo đổi lung tung ở đâu. Sớm muộn gì thì mình cũng đưa ca phẩy vào vị trí sát thương chủ lực. Chứ không phải là midic. Không phải là vì midic sát thương không to bằng đâu các bạn ạ. Mà là cái số lần tung chiều của ca phẩy nó nhiều á. Trong khi đấy thì midic thì không có phản kích được. Đấy. Còn ca phẩy thì nó đam số lần nó rất là nhiều. Mà nó đánh được trong lượt của đối phương. Nó dễ dàng đoạt mạng được của một số võ sĩ như là kiểu Kula hay là Omega Rugal bên phe bạn. Những cái con võ sĩ công của phe bạn. Trong khi đó thì midic thì nó thiên nhiều hơn về phá tanh. Nó chỉ có thể đấm mạnh ở hàng trước thôi. Chỉ còn sát thương lan ra hàng sau là không đáng kể. Cho nên về mặt lâu dài thì vẫn phải là ca phẩy. Tuy nhiên vai trò của midic mình vẫn sẽ rất là đánh giá cao. Khi mà khi tung chiêu nó còn kèm theo hiệu ứng khống chế được các bạn ạ. Khi mà nó tung chiêu phát đầu tiên là nó trúng con nào nó con đấy coi như là không phản kích được luôn. Đấy là một cái rất hay mà ca phẩy không bao giờ đảm nhiệm được. Mỗi người sẽ phân công một việc khác nhau. Rồi, lần đầu tiên này mình sẽ không kỳ vọng vào bùng nổ sát thương đâu. Thằng đù lon các bạn thấy nó vẫn gây ra hiệu ứng giảm nộ lên trên người của Lilliken được. Khá phết đấy, đù lồng. Chơi đu lông hàng sau. Hai con tanker đứng thẳng hàng nhau. Siêu dị luôn. Rồi, tầm này chắc là 5 triệu sát thương thật thôi. Hayden đang bật khiên bật rune rồi. Đầy đủ các búp có lợi rồi. Trận này nghe chừng bên mình đánh khá nhàn hạ. Họ hoàn toàn bên đối thủ gần như không có dính hiệu ứng gì hết. Rồi 19 triệu sát thương. Chắc chắn đấy là một con số không tồi. Ca phẩy đội bạn chưa thể nói là bùng nổ được. Thanh máu bên mình tụt đi rất ít sau đó đòn đánh của ca phẩy đối thủ. Nào. Một mình whip có nộ nó sẽ kích hoạt một cái dây chuyền các bạn ạ. Rồi, một pha sát thương tốt. Mình cũng không hiểu sao đội bạn quả vừa rồi thanh máu tụt đi cực kỳ nhiều luôn. Nào, đây là ca phẩy có chí mạng. Tổng sát thương là 33 triệu. Đánh bay được miễn chí tử của ca phẩy bên đối thủ. Đáng tiếc là midic bị dính hiệu ứng khống chế, không thì sát thương chắc chắn là sẽ còn gia tăng nữa. Đây là lượt 3 rồi. Benimaru sẽ sớm kích hoạt chuyển hóa công thủ khi ở lượt của đối phương thôi. Và khi đó bên mình lại cướp được thêm một lượt nữa, đúng không? Đội bạn thì chưa kịp hồi máu. Ê! Chiến thuật này quá ghê gớm. Rồi, có chí mạng. Tổng lượng sát thương lên đến 80 triệu. Máu hay là thằng Adwimson đội bạn một pha phản kích hay quá. Rồi, tiếp tục là có nộ tới từ mid. Hao à, thằng Omega Rugal đánh ức chế ghê. Không giết được nó đi. Thề không quả đấy mid mà chém được thêm một lần nữa thì chắc chắn là hàng phòng thủ ở phía trên đội bạn sẽ bung hết. Cay thật.
Mỹ định bay màu ấy, thằng Benimaru bị ẩn thân lãng xẹt. Hoài ảo ê, đam ảo ê nhờ. Sao tự nhiên đối bạn nó này bên mình ám sai sai vị trí hay sao ấy. Hồn lực lick thì nó sẽ chỉ ám được 2 trên 6 người thôi. Bên mình vẫn còn cao võ sĩ quan trọng nhất. Thiếu một chút đi sát thương của Mythic thôi, chứ còn cao phẩy nó còn nguyên. Áo được, Linly cũng bay rồi à. Khó rồi đây. Thôi để xem cao phẩy có gánh nhặt tem không thôi. Dù sao thì lượt đấu này bên mình cũng khóa cứng được con Adquimson rồi. À, tiếp tục ẩn thân tới từ Benimaru. Thằng Lulo này vẫn ngứa mặt lắm các bạn. Cầm lặng, à nó cấm chiêu tới 3 con thì còn làm ăn rể. Ao Kyo giải bớt đi bạn này. Ngập mồm như này. Không nổ chí mạng nhưng cũng được 35 triệu sát thương. Đam của Kyo mình thấy không hề tồi đâu các bạn ạ. 27 triệu sát thương một phát là đủ để gọi là lấy miễn chí tử đấy. Ca phải đội bạn mình tin là sẽ rời sân sớm thôi. Họ cũng mất đi hai võ sĩ tanker rồi, hai võ sĩ chính rồi. Quân số hai bên đang được đánh giá là ngang nhau thôi. Kyo thủ châu phết đùa nào. Mì láo này. À quên cái vụ cái gì nhỉ? Kỹ thuật net bên mình à phòng thiện và chân ở bên mình chưa nâng cấp xong hết quên bén ấy mất áo vào nâng trước đánh nhau. Rồi, anh em vẫn gọi là chầy cối được. Hoài Adwimson các bạn đánh xuyên khiên của Kula luôn. Không thì Kula bên mình vớ vẩn vậy còn trói được chủ lực đối bạn. Nào, đây là ca phẩy. Chí mẹ mà không chết à. Benimaru có nộ, hợp lý. Mày kích nộ này. Nào, cắn lên miễn chí tử của ca phẩy đây. Ê, ê. Ẩn thân cho whip thì làm ăn dề. Ẩn thân cho ca phấy cho ẩn thân. Vì đối bạn đang khống chế ác quá. Khả năng cao Benimaru sẽ rời sân thôi. Điệt ngay à. Khó rồi. Bên mình chỉ còn 2 trên 4 người. À 2 trên 6 người yếu lắm rồi. Ê, ao, trận này thua rồi. Hồi sinh nha em, hồi sinh Kula. Đây có lẽ là lần ẩn thân cuối cùng tới từ ca phẩy bên mình. Whip tèo, quả này whip tèo, whip biến hình liên tục. Thằng Omega Lugo đối bạn, đam cũng tóm. Áo coi thường đâu. Còn ca phẩy với hồn lực 5 đông lạnh thì hoàn toàn bên mình không sợ băng. Thoải mái đây. Nào. Đây có thể coi là những đòn đánh cuối cùng của bên mình đây. Thành bại là tại lượt này này. Ê, thằng Omega Dugo đối bạn đam à, thế thì chưa biết chừng đâu nhá. Ao về là hồi sinh nói là vô cùng đúng người đấy các bạn. Rồi, còn whip trầu thật đấy.
Whip bé lì thật. Thề mình tưởng con Whip nó tèo từ đợt lấy rồi con bác chất. Ê, càng ít người thì hồn được làm lick nó lại càng dí đúng các bạn. Còn lâu đấy bạn mới có chí mạng được. Ngoài ra thì tỷ lệ đỡ đòn của bạn có thể nói là giảm về không luôn. Họ không bao giờ kích hoạt được đỡ đòn, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị ăn chí mạng. Rồi, một mình Omega Dugo chắc là không làm lên được gì đâu. Ê, còn lâu mới lên được chí mạng. Ôi thằng ca phải tèo rồi. Hồi sinh xong thì thường các võ sĩ sẽ mất đi cái nội tại khỏe nhất. Áo dài được thế ác. Cay thật. Hy vọng rằng mình vẫn chỉ cần thoát được một lượt thôi các bạn. Con Kula băng khó chịu thật ấy. Đấy rồi, mày. Dọn dần thôi mà các bạn. Đơn giản thôi. Yên Chí, độc chiêu của nó cũng đam to phết đấy. Đừng có đùa. Đừng có đùa đấy. Rỉa ai như rỉa con mai phát đứt ngay. Khi họ mất mai là họ cũng mất đi rất là nhiều nguồn bơm nộ. Khả năng tung độc à, khả năng tung tuyệt kỹ bên họ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lại băng cày ghê. Ao ê, băng băng lắm ê. Ok nhá, mày chết. Mày chết. Các bạn lưu ý mình vẫn còn cả ấn ký nữa cơ. Đỡ đòn 100% luôn. Đội bạn không bao giờ gọi là có một cái cơ hội nào của anh Chí Mạng. Rồi, ấn ký đội bạn chưa đủ sức sát thương đâu. Nào, có đủ nộ không? Ao, thiếu tí nộ. Em Cù La lại có khiến khó thật. Khó thật. Đội bạn của anh không có một chút chí mạng nào luôn. Mình cảm giác sao ấn ký bên mình bây giờ đam nó cứ phèn phèn ấy nhỉ. Cái ngọn sát thương nó ra chỉ có một tí thôi. Bình thường sát thương của nó phải là đủ lấy một miệng chí tử của đối thủ luôn. Lượt 17 rồi. Đấy, sát thương thì có được một tí luôn đi. Rồi, đội bạn cũng không có sát thương luôn rồi. Không có hiệu ứng gì luôn rồi. Ê, cái ấn rắn của mình sao đam tủn mủn tật ấy. Hình như là nó dựa vào lượng võ sĩ trên sân của bên mình à. Rồi. Eo ơi, huề nhá. Trận này nó hơi đen, thằng Benimaru của ẩn thân báo quá. Làm cho Midic rời sân hơi sớm. Cần, vẫn phải cần có sự tinh chỉnh lại. Rồi, hẹn các bạn trong các clip tiếp theo nha. Đội hình của mình sẽ chắc chắn là sẽ có những sự thay đổi trong tương lai ngắn và dài.